Xin chào các anh chị ạ. Thì hôm nay Phục đại diện cho AZ Film Việt Nam trao đổi với các anh chị một cái chủ đề về quản trị tài chính cá nhân. Chủ đề này cũng là nho nhỏ xinh xinh, nó mang tên là tích lũy nhỏ mang lại thành quả lớn. Đó. Thì vì sao lại như thế và làm thế nào để được như thế? Nội dung chính gồm có một số cái phần như sau. Đầu tiên là chúng ta điểm qua những cái sai lầm phổ biến về quản trị tài chính cá nhân và những cái hệ lụy nó có thể xảy ra. Thứ hai là tích lũy nhỏ, thành quả lớn là như thế nào? Và làm thế nào để được như thế, đúng không ạ? Đó, chính là phần kết luận. Thì sau đây thì cũng chia sẻ qua một cái chút cái câu này. Phục thấy nó cũng rất là thú vị. Đó là 20 tuổi thì làm việc nhiều sức, đúng không ạ? Lúc ấy chúng ta có sức trẻ, chúng ta có sự nhiệt huyết, máu me. Thì lúc đó chúng ta phải làm việc nhiều sức. Bởi vì sao? Bởi vì sức khỏe là cái thế mạnh nhất của chúng ta cái thời 20 tuổi. Làm việc không biết mệt mỏi, thức đêm, thức hôm 2-3 giờ sáng không thấy mệt. Đấy là cái hồi sinh viên, hồi còn trẻ tuổi. Làm việc cả ngày không thấy mệt mỏi một tí nào cả. Thì lúc đó chúng ta làm việc nhờ sức. Kể cả lúc đó không làm việc nhờ sức, muốn làm việc nhờ trí thì cũng không đủ. Bởi vì lúc đó chưa đủ các cái kinh nghiệm, trải nghiệm. Đúng không ạ? Và 25 tuổi thì làm việc nhờ trí. Tức là sau một quá trình làm việc thì chúng ta phải làm việc thông minh hơn, đúng không ạ? Làm việc ấy hiệu quả hơn. Thế thì thay vì là phải làm hết 10 tiếng, chúng ta rút xuống còn 3 tiếng, 2 tiếng, thậm chí ai nhanh hơn 1 tiếng, đúng không ạ? Thì làm việc nhờ trí, đúng không ạ? Rồi là thay vì làm những cái công việc thiên về sức khỏe, về chân tay nhiều, thì lúc ấy chúng ta làm những cái công việc thiên về trí tuệ nhiều hơn, vì chúng ta đã có những cái thời gian tích lũy rồi. Và 30 tuổi thì làm việc cho, bắt tiền làm việc cho mình, tức là tiền đẻ ra tiền đấy. Đó. Thì khi ngoài 30 tuổi chẳng hạn, có thể sức khỏe cũng giảm sút một chút, đúng không ạ? Gia đình, con cái rồi, bận rộn rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa để chúng ta có thể làm việc suốt ngày, đúng không ạ? Và lúc đó một cái lượng tiền dôi dư chúng ta tích lũy từ năm 20 tuổi, 25 tuổi đến 30 tuổi có chục năm rồi, thì khi đó chúng ta cũng có một cái khoản tiền nhất định. Từ đó thì chúng ta dần dần chuyển dịch từ cái việc làm sức, làm trí ra chuyển sang làm việc trên cái đồng tiền đó, tức là bắt tiền đẻ ra tiền. Đó. Anh chị nào muộn hơn thì có thể là 30 tuổi làm việc nhớ chị, 35 tuổi tiền làm việc cho mình, hoặc là chậm hơn nữa thì 40 tuổi tiền làm việc cho mình, thì chậm hơn nữa là 45 tuổi. Tuy nhiên chúng ta phải hướng đến cái câu chuyện tiền làm việc cho mình. Vì sao lại thấy thế? Phục lấy một cái ví dụ đơn giản. Mấy anh bạn của Phục bây giờ cũng ba mấy rồi, hơn 30, cũng không nhiều đâu, hơn 30 một chút. Thì họ bây giờ tích lũy được khoảng 1 triệu đô, thì khoảng 23 tỷ đấy. Thì bây giờ họ đầu tư. Đó, đầu tư có nhiều kênh đầu tư. Họ đầu tư sinh lời, những cái anh chị sinh lời toàn 25-30% một năm. Đó, tức là ví dụ 30% đi, 23 tỷ 30% là sinh ra 7 tỷ một năm. Đấy, tiền đẻ ra 7 tỷ. Còn sức lực của chúng ta làm sao, chúng ta đi làm cho ai, nó cho họ trả mình 7 tỷ một năm. Đúng không ạ? 1 tỷ một năm cũng đã là gọi là cao lắm rồi, làm sao có 7 tỷ được. Thì đấy là lúc ý phải cần tiền đẻ ra tiền làm việc cho mình. Thì khi chúng ta, chỉ khi chúng ta tối ưu hóa được những cái này thì chúng ta mới có thể có những cái thành quả lớn nào, và chúng ta mới phải không làm việc đến chết. Ông Buffett có một câu rất hay: nếu bạn không kiếm tiền được ngay cả khi lúc bạn ngủ, tức là để tiền đẻ ra tiền ấy, thì rất có thể bạn phải làm việc đến hết đời, đến lúc chết. Thực tế hiện nay có rất nhiều các bác về hưu chẳng hạn, lúc về hưu trong túi cũng chỉ có độ vài trăm triệu. Đó. Thậm chí có những người khi về hưu trong túi có khi chỉ 100-200 triệu. Thì như vậy là hỏng rồi. Làm việc 4-50 năm, 3-40 năm mà cuối cùng lại là như vậy. Thế thì làm sao họ có thể đảm bảo cuộc sống của họ, chứ đừng nói đến việc là nếu có thể hỗ trợ con cái, anh em, bạn bè, vân vân, và có một cái cuộc sống nó an nhàn vui vẻ được. Đúng không ạ? Thì cái chiến lược làm việc này rất quan trọng. Sau đây thì chúng ta sẽ vào cái nội dung chính hơn, đó là sai lầm phổ biến trong quản trị tài chính cá nhân và hệ lụy của nó. Thì những cái sai lầm này Phục gọi tắt là không biết quản trị tài chính cá nhân và tài chính gia đình của chúng ta. Thì gồm có một số sai lầm chính như sau. Thứ nhất là không thiết lập được kế hoạch chi tiêu một cách cụ thể. Đúng không ạ? Chi tiêu chúng ta cứ hứng lên, ở trong túi có bao nhiêu chi bấy nhiêu, hoặc là lên bây giờ là có cái gọi là trên mạng
có cái mua bán hàng online. Thế là cứ lên rảnh thời gian tí tách mua cái A, mua cái B, mua cái C, có khi mua về không dùng đến. Rất nhiều các anh chị mua các bộ quần áo về có khi còn chưa mặc một lần, áo em chưa mặc một lần. Ở trên mạng còn có những cái câu chuyện chia sẻ rất hài hước thế này. Có một cái chị lọ thì đến nghe thấy cái quán này, cái tiệm này bán giày sale ạ, vào nhìn thì thích quá, thế là mua ngay. Mua về thì đâu đó chị ta cất vào tủ, để cất vào cái tủ giày của chị ta. Và lúc ấy chị ta mới phát hiện ra chị ta có một đôi như thế trước đó rồi, mua trước đó rồi. Đó, thì mà đôi ấy còn chưa đi lần nào. Thì đấy là một trong những cái câu chuyện rất là đáng buồn, rất là đáng buồn, lãng phí, đúng không ạ? Không có cái kế hoạch chi tiêu cụ thể làm cho mình bị mất kiểm soát trong việc chi tiêu. Tiếp theo thứ hai đó là không có tài sản dự phòng chi tiêu. Cái lối sống YOLO, tức là chỉ sống một lần ấy, giờ đây nó bị biến tướng rất nhiều. Rất nhiều các bạn trẻ cho rằng tôi làm lương có 6-7 triệu, 7-8 triệu, vậy tiết kiệm thì cũng được bao nhiêu, giá nhà bây giờ 3-4 tỷ một căn chung cư thì bao giờ cho đủ tiền mua, vậy thôi cứ tiêu đi, sống cho bản thân đi. Thế là rất nhiều vị đến năm 29-30 tuổi lúc ý mới lấy vợ lấy chồng, thì lúc ý nhìn lại tài khoản mình, hóa ra tài khoản mình không đồng, thậm chí tiền cưới mình còn phải nhờ gia đình giúp đỡ. Thế vậy thì 8 năm làm việc của các bạn vứt đi đâu, đúng không? Không có một chút dự phòng nào. Rồi là đặc biệt khi bạn ốm đau, khi bạn thất nghiệp chẳng hạn, lại còn không có tiền để ăn, cuối cùng về xin bố mẹ già, đúng không? Hay là nhờ ai, hay phải nhịn đói, đúng không? Rồi rất nhiều cặp vợ chồng gia đình thế không có tiền dự phòng, thế thành ra lúc con ốm lại phải đi chạy vạy chỗ này chỗ kia, đúng không? Nhỡ mình có tai nạn, mình có gãy chân gãy tay ra đấy thì sao? Thế là cuối cùng hỏng hết. Thì đến nữa sẽ kéo theo cái hệ lụy rất khủng khiếp, thì Phục sẽ trình bày sau. Rồi tiếp theo, sai lầm phổ biến tiếp theo đó là chi tiêu vượt mức thu nhập. Nhiều bạn cho rằng thu nhập mình quá thấp, mà trong khi nhu cầu sống thì nó lại tối thiểu là sáng phải cà phê, trưa phải đi ăn ngoài, đúng không? Tối thì phải đi nghe nhạc hay này kia, đúng không? Thuê nhà ở nó cũng phải thoải mái một tí, ngày trước ở khổ lắm rồi. Thế thành nhà công việc của bạn ấy không đủ chi tiêu, đúng không ạ? Đó, chi tiêu vượt mức thu nhập của mình. Thực ra đấy chỉ là cái cớ bào chữa thôi. Bởi vì chia sẻ thẳng với cả nhà, ông cha ta ngày xưa làm ruộng làm gì có tiền, đúng không ạ? Làm ruộng 6 tháng mới được một tí thóc, vừa ăn, đúng không ạ? Trả tiền phân bón, trả tiền sản lượng, trả đủ thứ, còn đâu nữa. Nhưng mà cha ông ta vẫn tiết kiệm được đấy. Có những nhà rất giỏi, các bác nuôi được 3-4 con học đại học. Thì nói tóm lại, cái cơ vượt chi tiêu là do thu nhập thấp là một điều gọi là bào chữa mà thôi. Đó là do mình hết. Đúng không ạ? Vẫn nhiều bạn trẻ bảo là tôi thu nhập có 10 triệu làm sao đủ tiêu. Thế thử hỏi với bạn là các anh chị công nhân, hai vợ chồng mỗi người được có 6-7 triệu, 7-8 triệu. Họ lại còn phải nuôi con nữa, thế thì họ đến mức nào? Đúng không ạ? Đó, đấy là bào chữa thôi. Sai lầm phổ biến thứ tư đó là coi thường cái việc tích sản cho nghỉ hưu, tức là tích lũy cho nghỉ hưu đấy. Nói thế cho nó dễ hiểu. Rất nhiều các anh chị cho rằng mình cứ đây làm đi, rồi đến lúc về già thì có hưu trí của bảo hiểm xã hội họ trả. Nhưng xin thưa với các anh chị phải nghiên cứu kỹ cái luật mới về bảo hiểm xã hội về lương hưu. Chúng ta đi làm, nếu các anh chị may mắn làm các cái công ty nước ngoài thì họ đóng full lương cho các anh chị. Nhưng các anh chị có dám chắc là làm cho công ty nước ngoài đến hết đời không? Đúng không ạ? Còn nếu mà làm cho các công ty trong nước hay là làm nhà nước chẳng hạn, lương đóng bảo hiểm rất thấp, 5 triệu, 4 triệu, 6 triệu, 7 triệu, anh chị nào cao 10 triệu, anh chị nào cao nữa 15 triệu, nhưng đấy là tầm giám đốc rồi. Đúng không ạ? Ví dụ đóng lương khoảng 6 triệu chẳng hạn, thì khi về hưu nếu chúng ta làm đủ, chúng ta hưởng khoảng 60-70%. Thì lúc ý chúng ta được bao nhiêu? 66-67-42 đi, 4,2 triệu. Ví dụ bạn còn làm 20 năm nữa mà bạn nhận lương hưu 4,2 triệu, mà trừ đi lạm phát thì nó tương tự bây giờ chỉ là khoảng 2 triệu mấy thôi, thì làm sao đủ chi tiêu được. Thế thành ra chúng ta không thể dựa vào hưu trí được. Còn ngày xưa vì sao hưu trí mọi người đủ sống? Vì cơ bản ngày xưa tuổi thọ thấp lắm, tuổi thọ thấp mà lại rất ít người hưởng lương hưu cơ. Thế thành ra họ được cái lương hưu cao và lương hưu điều khiển tăng rất là mạnh, đúng không? Chúng ta đừng phụ thuộc vào cái lương hưu, và chúng ta hãy tự chuẩn bị cho mình cái quỹ lương hưu của riêng mình đi. Đúng không ạ? Tiếp theo, thứ 5
đó là vay nợ quá lớn không kiểm soát được. Rất nhiều các bạn trẻ, các anh chị mới ra trường một vài năm đã muốn sở hữu một căn nhà cơ, không chịu đi thuê. Ví dụ mua một căn chung cư bây giờ đơn giản, ở vị trí nó không phải trung tâm lắm đâu, vừa vừa, nó khoảng 3 tỷ. Thế là xin bố ông ngoại một ít, xin bà ngoại một ít, đúng không ạ? Xin hai gia đình một ít, thế cuối cùng mình có độ 500, mua luôn căn 3 tỷ. Xin được độ 1,5 tỷ, thế là thành 2 tỷ, vẫn đi vay 1 tỷ. Và cuối cùng riêng 1 tỷ, với lãi suất phổ biến bây giờ khoảng 10% năm chẳng hạn, 1 tỷ thôi là mỗi năm đã mất 100 triệu tiền lãi, mỗi tháng hơn 8 triệu. Ngoài ra còn chưa tính tiền trả gốc cơ. Đúng không ạ? Thế như vậy là các anh chị sẽ rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm, thực sự là rất nguy hiểm. Mỗi tháng mất 10+ triệu vào đấy. Cộng thêm 2 tỷ của mình bỏ vào đấy. Nếu tính giá trị của đồng tiền ra 3 tỷ đó thì thôi bèo bọt thì 6-7% gửi ngân hàng có 20 triệu đúng không ạ? Nếu chúng ta chưa đủ tiền chúng ta cứ bình tĩnh đi. Cầm 20 triệu đi, chúng ta thuê một căn 8 triệu là thoải mái bằng cái căn mua 3 tỷ. Thuê 8 triệu thôi. Chúng ta vẫn dư được chục triệu. Thế là chúng hai vợ chồng mà tiết kiệm mà tích lũy khoảng độ 3 năm sau. Thế là chúng ta đủ luôn. 3 năm sau chúng ta đủ luôn tiền. Đỡ phải vay cả tỷ. Còn nếu bạn vay bạn mua nhà như thế, với cái chi phí cực kỳ đắt đỏ, trả lãi trả gốc đủ thứ như thế, ít nhất bạn phải mất 10 năm để trả. Đó, thì thay vì chúng ta hoãn cái sự sở hữu thôi, còn sung sướng thì vẫn thế, chúng ta vẫn ở căn nhà như vậy mà. Đúng không? Không có gì khác cả, nhưng giá thuê có 8 triệu thôi, cũng 9 triệu. Thì thay vì thế chúng ta hãy dừng cái việc là sướng ở việc sở hữu căn nhà đi. Khoảng độ 3 năm đến 4 năm đến 5 năm là cùng đi, 3 năm theo tôi chỉ 3 năm thôi. 4 năm đi, 5 năm đi. Thì sau đó các bạn mua cũng được. Tất nhiên là giá nhà nó có thể tăng chứ, đúng không ạ? Nhưng cái việc tăng giá nhà chung cư nó không phải là quá mạnh mẽ đâu. Có thể tăng. Thì bạn cứ đừng khoảng 5 năm đi, thế nào lúc ý bạn mua bạn không cần phải vay. Thay vì bạn mua trước, bạn có sở hữu được trước nhưng mà bạn phải kéo cày trả nợ mất 10 năm. Đúng không ạ? Tiếp theo cái sai lầm thứ 6. Đó là miêu mua tiêu sản và cứ nghĩ là tài sản. Đúng không? Rất nhiều bạn trẻ đi làm lương được chục triệu. Có iPhone đời mới nhất ra là phải múc. Đúng không ạ? Bởi vì mình thích mà. Cái đó nó trang bị cho mình làm mình vui, mình sẽ làm việc hiệu quả, mình sẽ thế này thế kia. Đúng không? Đây là đầu tư cho bản thân. Đúng không? Hay là lại thích một cái ô tô. Đúng không? Đi lại cho nó, đi nội ngoại cho nó thoải mái. Đây là một cái tâm lý rất phổ biến. Thỉnh thoảng về quê, về nội, về ngoại, bạn thử tính xem một năm bạn về bao nhiêu lần. Đúng không ạ? 10 lần đúng không ạ? Nếu 10 lần, đúng không ạ? 10 lần thôi mình thuê tài xế có lái xe tạm thời đi. Chạy Grab các thứ đi. Thì chúng ta mất độ chục triệu, 20 triệu. Nhưng mà chúng ta lại bỏ ra 500-600-700 để mua một con xe khấu hao một năm đã mất 70 triệu. Chưa nói lên rất nhiều các cái chi phí hỏng hóc rồi này kia, rồi chúng ta phải họ dựng xe chỗ này, đỗ chỗ kia, rồi chi phí này kia, đủ thứ trên đời nó rất nguy hiểm. Còn tất nhiên khi bạn có tiền một cách thoải mái, bạn dư rồi, thì bạn mua ô tô đấy là một điều đương nhiên. Hoặc là công việc của bạn thực sự cần thì bạn mua ô tô đấy là một điều đương nhiên. Nhưng mà nếu bạn chưa thực sự cần, bạn chưa thực sự rủng rỉnh, thì tốt nhất theo tôi nghĩ là hãy tránh xa những cái gì nó tiêu phí quá nhiều. Tiêu phí quá nhiều thì khi đó nó sẽ giúp bạn nhẹ nhàng hơn. Nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Rất nhiều bạn trẻ bảo rằng vay nợ đi để cho có áp lực làm để này kia. Nhưng thực sự đấy là một cái cách gọi là trâu bò không cần thiết. Không cần thiết. Chúng ta hãy tự chủ đấy. Đúng không? Chính vì những cái 6 cái sai lầm này, 6 sai lầm này dẫn đến rất nhiều hệ lụy mà Phục đã từng gặp. Có rất nhiều bạn cuối cùng vay nợ mua nhà, cuối cùng việc bị mất việc. Thế là thành ra là căn nhà không khả năng trả. Thế nào lại phải đi bán phát mãi và chịu sự thiệt hại vô cùng ghê gớm. Ghê gớm. Rồi là các cặp gia đình, cặp vợ chồng do không có tích lũy từ trước đó đến lúc cưới nhau hai bàn tay trắng. Chẳng may một trong hai gặp khó khăn là sinh ra cãi nhau, chửi nhau và cuối cùng lại ly dị. Đúng không? Ly dị rất nguy hiểm. Rồi rất nhiều các bạn trẻ trước khi lấy chồng chi tiêu thoải mái, không lập kế hoạch cụ thể. Đến lúc lấy chồng xong mình nghĩ lại, ui giá mà ngày xưa mình không thế này thế kia. Đấy, thường khi lập gia đình xong lúc ý mới tiếc, bảo là giá mà lúc ý mình tiết kiệm có phải không. Thế là lúc lập gia đình có con rồi, ngay cả mình còn chả dám mua cái gì. Bảo bây giờ thì tôi chả dám mua gì, nó không giống như ngày xưa. Đúng không? Đó, rồi là không có tài sản dự phòng đấy. Rất nhiều vị đã phải về nhà bán đất cát, bán nhà cửa đi để lấy tiền chi tiêu.
do mình bị khó khăn tạm thời, bị tai nạn, bị này bị kia, đúng không? Rồi chi tiêu vượt mức thu nhập thì bạn sẽ phải vay nợ tín dụng, vay đủ thứ, và bạn luôn luôn là một con nợ thôi, đúng không? Rồi coi thường cái tích sản cho nghỉ hưu. Thì rất nhiều các cụ bây giờ về hưu rồi cũng thấy bắt đầu nóng mặt rồi, bảo lương hưu thấp quá, không đủ chi tiêu, rất nguy hiểm. Cái hệ lụy này ở Hàn Quốc rất nhiều, rất rủi ro. Rồi vay nợ quá lớn đấy, thì kéo cày trả nợ mất mấy chục năm, lúc đấy con cái nó cũng học hành, mà bây giờ học hành nó tốn kém, thì thành ra đến 40-50 tuổi rồi tay vẫn trắng tay, rất nguy hiểm, đúng không? Rồi mua tiêu sản là một cái phổ biến nhất ở đây, hiện nay phổ biến nhất hiện nay, khiến chúng ta không còn gì cả sau khi đi làm. Tiếp theo chúng ta cùng đến với cái chủ đề chính, đó là tích lũy nhỏ thành quả lớn. Phục đặt ra một cái trường hợp như này: nếu bắt đầu từ năm 25 tuổi, mỗi tháng tích lũy đầu tư 1 triệu đồng, thì đến khi nghỉ hưu chúng ta có bao nhiêu tiền? Thì giả định ở đây là 60 tuổi nghỉ hưu nhé, nhưng thực tế các bác nam bây giờ là lên 62, 63, 64, 65 sắp tới rồi đấy. Đó, thì chúng ta 35 năm liền, mỗi năm, mỗi tháng tiết kiệm 1 triệu. Và 1 triệu có lớn không? Tôi nghĩ là không lớn. Và tôi nghĩ là bất kỳ ai trong chúng ta chịu khó đi làm vẫn tích lũy được 1 triệu. Từ anh chạy Grab cũng được 1 triệu, chị thợ may cũng được 1 triệu. Đó, số tiền này chỉ tương đương với một cốc cà phê hiện nay thôi, tức là 30.000 đồng. Còn nếu mà trong 5, 10 năm nữa, trong 10 năm, 20 năm nữa, 35 năm nữa thì cái số tiền này có khi chỉ tương đương với một cốc trà đá thôi. Tức là cái việc chúng ta tiết kiệm này rất nhỏ, hoàn toàn khả thi. Bóp mồm bóp miệng tí đi, hoàn toàn khả thi. Hay là đi ăn cơm trưa chúng ta đem cơm nhà đi, có khi cơm nhà tiết kiệm có khi chỉ 10.000 đồng thôi, chỉ thế đổ lại thôi. Thay vì bây giờ đi ăn quán nó hết khoảng 40.000, 50.000, 60.000, đúng không ạ? Chúng ta tiết kiệm được ngay 30 mấy ngàn, đúng không ạ? Không, bớt uống một cốc cà phê, hoặc là anh chị nào hút thuốc bớt đi một bao thuốc, thế là chúng ta thừa được cái 1 triệu này. Đấy, vậy chỉ cần mỗi triệu, 1 triệu một tháng, thì khi nghỉ hưu chúng ta có bao nhiêu tiền sau 35 năm? Thì đây, đó là con số đây. Sau 35 năm chúng ta có 3 tỷ 828 triệu. Một con số cũng rất lớn, đúng không ạ? Nhiều anh, đó, nếu tích lũy, nhưng mà với cái lãi suất là khoảng 10%. Dạ, với lãi suất khoảng 10% thì chúng ta sẽ có 3 tỷ 828 triệu. Nếu mà lạm phát mà 4% một năm đi, tức là cái đồng tiền ấy mất giá 4% một năm đi, thì chúng ta vẫn được cái giá trị tiền của 35 năm nữa, nó tương đương với hiện tại, tương đương với sức mua bây giờ này, là 1 tỷ 432 triệu. Cũng là một mức rất là cao, không hề thấp một tí nào. Đấy là chỉ cần 1 triệu một tháng thôi. Thì với số tiền là 1 tỷ 432 triệu, đây là sức mua thực tế tương đương với bây giờ nhé, tức là Phục đã trừ đi lạm phát rồi đấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể sống đủ, đúng không ạ? Bởi vì thôi, gửi ngân hàng bây giờ nó vẫn được 6% đấy. Nếu ai gửi tinh chẳng hạn, ví dụ như AZFIN, thì chúng tôi thừa sức biết những cái chỗ mà vừa an toàn lại vừa có lợi suất khoảng 8-9%. Đó, thì giả định 5% thôi đi chăng nữa, thì mỗi năm chúng ta cũng được 72 triệu tiền lãi, đúng không ạ? Còn chưa kể gốc ở đấy. Thì 72 triệu ý đây nói là cái giá trị thật ấy. Giá trị thật thì tương đương mỗi tháng chúng ta vẫn có 6 triệu. Cũng đu đủ, cũng khá khá, cũng không phải là dư giả nhưng mà cũng khá khá đấy, đúng không ạ? Đấy là chỉ tính tiền lãi thôi, không tính tiền gốc nhỉ. Còn tiền gốc hàng năm chúng ta có thể bào ra một ít chúng ta chi tiêu, thì như vậy mỗi tháng chúng ta hoàn toàn có thể được khoảng độ 8-10 triệu trong 30 năm liền, cái số này. Đó, đúng không ạ? Đấy là chỉ cần chúng ta tiết kiệm 1 triệu đồng thôi. 1 triệu đồng thôi. Được chưa? Đó, nó rất đủ đấy. Tiếp theo, kịch bản nếu chúng ta tích lũy được nhiều hơn 1 triệu đồng thì sao? Bởi vì cái khả năng 1 triệu chẳng qua là cái min nhất, nhỏ nhỏ nhất mà các anh chị có thể làm thôi. Còn Phục biết là rất nhiều các anh chị có thể hơn thế rất nhiều lần, đúng không ạ? Thì ví dụ kịch bản đầu tích lũy trong 30 năm, không phải là 35 năm như lúc nãy đâu. Không cần phải 35 năm. Ví dụ anh chị bây giờ 33 tuổi đi, à 35 tuổi đi, chúng ta tích lũy 30 năm, tức là 65 tuổi nghỉ hưu vẫn kịp, đúng không ạ? 35 tuổi bây giờ tích vẫn kịp, không cứ gì phải 25 tuổi. Thì nếu mà tích được 5 triệu một tháng, lãi suất 10% thì sau 30 năm chúng ta có 11 tỷ. Nếu tích 5 triệu một tháng nhưng lãi suất mà được 25% thì chúng ta có 401 tỷ. Nếu anh chị nào tích được 30 triệu một tháng với lãi suất 10% thì có 68 tỷ. Lãi suất 25% thì có 2.409 tỷ. 30 triệu có khó không? Phục nghĩ nhiều anh chị bây giờ tích được, nhưng mà không sao. Đây là tích lũy 30 triệu trong 30 năm tới cơ mà.
Có thể bây giờ anh chị tích còn được có 5 triệu thôi, 10 triệu thôi. Nhưng 10 năm nữa thì các anh chị tích được 30 triệu được bình thường, thậm chí hơn, đúng không ạ? Bởi vì thu nhập chúng ta ngày càng tăng mà. Thế thành ra thực ra con số 34 triệu này nó không phải quá khó đâu. Anh chị cứ đam mê, làm thật hiệu quả cái công việc mình làm đi. Chịu khó tìm tòi một chút đi. Thì Phục tin rằng chỉ 2 đến 3 năm là các anh chị hoàn toàn có thể nâng thu nhập mình lên rất nhiều. Thay vì được 10 triệu, mình có thể được 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu là bình thường. Bình thường. Đấy một điều hết sức bình thường. Thì tích được 30 triệu mỗi tháng trong 30 năm không khó. Bây giờ có thể chỉ được 5 triệu thôi, nhưng mà 5 năm tới sẽ cao hơn, sẽ 20, 30 triệu, 40 triệu. Hoặc 10 năm nữa chúng ta sẽ cao hơn nữa. Thì chúng ta có thể, nếu với lãi suất 10% chúng ta có được 67, 68 tỷ. Đúng không? Thoải mái luôn. Lúc ý lo cho cả gia đình, cả người thân vân vân nếu họ cần. Đúng không? Nhưng thực tế khi các anh chị tích lũy được như này, bền bỉ như này, thì các anh chị chính là các anh chị giúp cho gia đình mình, cho anh em bạn bè mình học hỏi theo, noi gương theo, và họ cũng sẽ là những người thành công. Thì các anh chị lại càng chả phải giúp, đúng không ạ? Đó. Còn nếu anh chị nào tinh tường đầu tư rất giỏi thì có thể được 2.400 tỷ, hoàn toàn có thể được, đúng không ạ? Tiếp theo, kết luận. Vậy để có thành quả lớn lao thì hãy theo nguyên tắc sau đây mà AZFIN đưa ra. AZFIN đưa ra thì chúng tôi nghiên cứu rất nhiều, ứng dụng rất nhiều rồi, và chúng tôi đưa ra được cái kết luận như thế này. Thứ nhất là đầu tư càng sớm càng tốt. Đừng ai nghĩ là vừa mới ra trường hãy xả hơi, hãy vui chơi đi đã. Không, đấy là một điều dại dột. Chúng ta vừa làm việc chăm chỉ, vừa tích lũy mà chúng ta vẫn có thể tận hưởng cuộc sống cơ mà. Tại sao phải? Phải YOLO đi, đúng không ạ? Hãy đầu tư càng sớm càng tốt. Vì sao? Bây giờ rất đơn giản như này. Rất đơn giản như này. Nếu bạn đầu tư với lợi suất rất cao thì 25%, 26% đi. Thì nếu bạn sống đến 70 tuổi, bạn có 10 tỷ chẳng hạn, bạn sống đến 80 tỷ với lãi suất thì bạn sẽ có 100 tỷ, tức là gấp 10 lần. Đấy bạn thấy chưa? Đúng không? Đầu tư sớm trước 10 năm thế bạn có thể gấp 10 lần tài sản người khác nếu cùng một số tích lũy. Tiếp theo, hãy tập trung vào công việc chính để gia tăng thu nhập càng cao càng tốt. Bởi vì cái nguồn gốc của việc đầu tư sinh lợi ấy, rất nhiều anh chị ở đây biết đến lãi kép. Anh chị nào cũng nói đến gọi là kỳ quan thứ 8 của thế giới là lãi kép. Nhưng mà để ứng dụng cái lãi kép thì đâu phải dễ. Cái gốc của cái lãi kép phát huy tác dụng là bạn phải có một cái gì đó. Cái cơ cấu tài chính tốt nó không thể giúp biến không thành có, nhưng nó có thể giúp có thành có nhiều. Chính vì thế, hãy tập trung vào công việc để gia tăng cái thu nhập càng cao càng tốt. Thì cái thu nhập cao thì lãi kép nó phát huy lớn. Còn thu nhập thấp thì lãi kép làm sao phát huy được đáng kể, đúng không? Thứ hai là phải tập trung vào công việc. Thứ ba là hãy trở thành người tiêu dùng thông thái và chi tiêu một cách tiết kiệm. Rất nhiều các anh chị tiêu dùng rất thông thái. Họ tiêu dùng rất đơn giản. Cái đơn giản này nó lại ứng vào cuộc sống luôn. Thành ra nó thành một thói quen rất tốt. Lại đỡ tốn kém, đỡ chi tiêu rất nhiều. Thì tiêu dùng thông thái như thế nào? Thì các anh chị hãy rút ra cái kinh nghiệm trong việc chi tiêu của mình. Lập kế hoạch chi tiêu của mình. Cái gì cần thì hãy mua. Không cần kể cả rẻ đến mấy, sale off đến bao nhiêu cũng không mua. Cần thì mua, không cần thì đừng có mà mua. Được chưa? Còn nếu chưa quá cần thì cũng chưa cần thiết. Nếu tài chính chúng ta không vững. Đúng không ạ? Cái nào thực sự cần, thực sự gọi là mang lại giá trị cao, chúng ta mua ngay, sẵn sàng mua. Đúng không ạ? Tiếp theo, thứ tư là đầu tư an toàn trong phạm vi có thể để giảm thiểu rủi ro mất mát. Rất nhiều các anh chị nói rằng tiền tiết kiệm này được bao nhiêu, ta phải làm một quả. Đánh phải đánh lớn, phải thắng lớn. Nhưng rất tiếc là các anh chị đâu có biết gì về coin chẳng hạn, đâu có biết gì về chứng khoán quốc tế hay chứng khoán Việt Nam hay gì gì đó. Thế mà cứ đòi tăng gấp đôi, gấp ba. Thì kết cục thì ai cũng nắm rõ rồi. Kết cục đó là cháy tài khoản, là mất sạch. Có những anh chị phục gặp rồi. Năm nay 50 tuổi rồi. Kêu em ơi anh mất tiền 30 năm anh làm việc tiết kiệm rồi em ơi, bây giờ anh phải làm sao? Em giúp anh kiếm con nào để mà gỡ được không? Lúc ý Phục phải lạy luôn, mà tôi lạy ông. Ông nghĩ ông là ai mà ông đòi nào và ông ăn hết của thiên hạ? Đừng có nghĩ thế. Cái gì nó đến chắc thì nó sẽ tồn tại lâu dài. Còn đánh đề, đánh cờ, đánh bạc thì rất ít người thắng này. Tiếp theo, thứ năm là hãy sống khỏe.
Cái này đặc biệt quan trọng đấy, và cái này ai cũng làm được đấy. Sống khỏe để làm gì? Để tiết kiệm tiền đi bệnh viện. Bởi mỗi lần đi bệnh viện hệ lụy nó kinh lắm, tốn kém kinh khủng, không đơn giản đâu ạ. À, đặc biệt ở Hà Nội và Sài Gòn, cứ vào viện một tí ngay lập tức qua cái cửa phòng khám và đã mất 300-400 rồi đấy, là khám không đấy. Đó lại kê cho ít thuốc thì mất 1-2 triệu như trời. Đấy là bệnh nhẹ, bệnh nặng mất cả chục triệu, vài chục triệu bình thường. Đó, hãy sống khỏe để tiết kiệm bài tiền đi bệnh viện. Mỗi cái tiết kiệm là đã tiết kiệm bao nhiêu. Tiếp theo, sống khỏe để làm gì? Để sống lâu hơn, để lãi kép phát huy tác dụng càng mạnh thì thôi. Đúng ạ. Chỉ cần lãi 10% thôi, bạn sống lâu hơn thằng khác 10 năm, thế là tài sản bạn cao hơn thằng khác khoảng gần 3 lần. Đúng ạ. Lãi suất ông nào 26% thì 10 năm bạn cao gấp 10 lần thằng khác. Đấy là sống khỏe hơn một chút. Sống khỏe để phát huy lãi kép. Tiếp theo, thứ 6. Đó là nếu có thể hãy dần nâng cao kiến thức của mình, kinh nghiệm để gia tăng tài sản nhanh hơn thông qua việc tăng hiệu quả đầu tư, tức là tăng cái lợi suất đầu tư. Thì sau này khi mà tích lũy được một lượng khá khá 3 tỷ, 5 tỷ, 7 tỷ thì chúng ta hãy chú ý đến việc học hỏi đầu tư một chút, để chúng ta an toàn hơn, để chúng ta hiệu quả hơn, sinh lời cao hơn thì nó sẽ nhân nhanh hơn. Thì như ở trên nhìn thấy, nếu chúng ta tiết kiệm 30 triệu trong 30 năm, mỗi tháng trong 30 năm, nếu lãi suất 10% chúng ta được 67 tỷ, nếu lãi suất 25% thì chúng ta được 2.400 tỷ. Đó, nếu chúng ta có thể thì hãy nâng cao cái kiến thức, cái kinh nghiệm để gia tăng cái tài sản. Và nâng cao kiến thức, kinh nghiệm bằng gì? Thứ nhất là đọc sách, nhưng mà xin thưa với anh chị đọc ít sách thôi. Sách, nếu đọc về sách chuyên môn, kiến thức ứng dụng vào đầu tư ấy, thì các anh chị chỉ lên đọc một vài cuốn thôi và hãy làm theo đó, dần dần chỉnh sửa để sao cho phù hợp với mình thì nó sẽ hiệu quả. Đừng anh chị nào khoe với tôi, là tôi đã đọc hết 500 cuốn sách về đầu tư này kia. Đấy chỉ là các anh chị làm cái nghề đọc sách thôi. Hoặc là các anh chị nào làm nhà văn thì tất nhiên phải đọc rất nhiều, thì lúc ý ngôn ngữ nó tự ngấm vào đầu thì các anh chị sẽ xuất khẩu thành thơ, các anh chị sẽ làm văn rất hay. Nhưng còn các anh chị học để đầu tư, học để làm chuyên môn các thứ thì hãy đọc ít sách thôi cho tôi, theo một ông thầy giỏi nhất, và lấy quyển sách đó và đọc và ngấu nghiến và ứng dụng vào thực tế. Chứ đừng ông nào khoe với tôi, khoe khoang với tôi là một tuần em đọc hết một quyển sách chứng khoán, hay một tuần tôi đọc hết một quyển sách đầu tư. Đúng không? Đọc nhiều sách mà không ứng dụng nó thành hủ nho. Mà đặc biệt là đọc lại đọc liên miên cả trăm trường phái thì khác nào một mớ hỗn độn. Nó sẽ không giúp bạn hiệu quả hơn đâu. Trừ khi bạn là nhà văn, bạn viết tiểu thuyết hoặc bạn viết báo chí, bạn hãy đọc càng nhiều càng tốt, thì ngôn ngữ tự nhiên trong người bạn có. Đấy là cách đọc sách hiệu quả. Chứ gần đây tôi thấy nghe rất nhiều kiểu gọi là dậy sớm để thành công, đọc sách của để thành công, thì đấy là những người bán sách họ truyền cho bạn thôi. Còn đọc sách để thành công là người ta đọc đến đâu, người ta ứng dụng được đến đấy, nó ra sản phẩm đến đấy. Chứ không phải là đọc nốt quyển này đến quyển khác, cứ khen nhau hay, cứ đến hội đọc sách cứ khen nhau hay, ngồi bình phẩm trong khi không thèm ứng dụng. Được chưa? Thì đấy là cái kết luận của tôi về cái việc để có thành quả lớn lao, hãy theo nguyên tắc 6 nguyên tắc ở trên đây. 6 nguyên tắc ở trên đây. Và trên đây các bạn có thể xem lại đây. Đó, chúng ta tích lũy đều hàng tháng, đầu tư nó sẽ rất hiệu quả. Rất hiệu quả. Đúng không? Và đây, với 1 cái triệu mỗi tháng, 1 triệu mỗi tháng trong hiện tại, có thể là nhiều bạn nói ui 1 triệu nó hơi mệt đúng không? Thế là 2, 3, 5, 5, 7 năm nữa chả nhẽ 1 triệu nó khó à? Thì chỉ cần mỗi triệu một tháng trong 35 năm thì bạn cũng có cái giá trị là 3 tỷ 8. Đúng không ạ? Trừ đi lạm phát vẫn còn 1 tỷ 4. Còn cái 1 triệu là quá tối thiểu rồi. Tôi nghĩ rằng trong 35 năm tới, trung bình các anh chị tối thiểu phải bỏ được 5-10 triệu. Nếu 10 triệu lãi suất 10% thôi có 22 tỷ. Đúng không ạ? Anh chị nào đầu tư giỏi lãi suất 25% là có 800 tỷ. Đúng không ạ? Đó, rất đơn giản. Rất đơn giản. Không được 30 triệu thì được 20 triệu. Không được 20 triệu, được 10 triệu. Không được 10 triệu thì được 1 triệu. Thậm chí không được 1 triệu bây giờ, hãy được 100 ngàn thôi cũng được. Tích lũy đi. Và nâng cao kiến thức của mình đi. Để 100 ngàn bây giờ thì năm sau chúng ta tích lũy sẽ được lên 1 triệu hoặc 2 triệu hoặc 3 triệu. Cái điều đó thực sự không quá khó ở một cái đất nước đang phát triển như Việt Nam. Cơ hội thì nhiều nhan nhản. Cơ hội rất nhiều. Đặc biệt là những cái anh chị mà hiểu biết về công nghệ,
thì tương lai sẽ là công nghệ, tương lai sẽ là bán hàng online, tương lai sẽ là thương mại điện tử. Đó, việc tích lũy 1 triệu một tháng không hề khó, nhưng mà thành quả nó mang lại thì vô cùng lớn, không hề đơn giản. Thì sau đây xin mời các anh chị chúng ta cùng nhau trao đổi. Mời các anh chị ạ, đặt những cái câu hỏi trao đổi cho Phục thì chúng ta sẽ cùng trao đổi ạ. Vâng, bạn Nguyễn Hữu Bảo có hỏi: anh ơi, ví dụ em có 1 tỷ, mỗi tháng dư ra 10 triệu thì mua tích sản như nào? AZFIN có một cái chương trình liên quan, nó gọi là tích sản cổ phiếu đấy. Thì bạn có thể đăng ký ở cái link ở các cái video ở trên kênh YouTube Chứng khoán TV AZFIN Việt Nam đấy, thì có. Thì khi vào đấy thì bạn sẽ được hướng dẫn các cái quy trình tích sản rất đầy đủ, rất bài bản nhé. Vâng, bạn Linh Gua DT có hỏi: anh ơi, làm sao đầu tư vào cái gì để mỗi tháng lãi được 10% rồi lại được cộng vào tháng sau? Thì tôi xin thưa với bạn, đầu tư ở đây 1 triệu là lãi 10% một năm, không phải 10% một tháng. Không ai làm được 10% một tháng cả. Bạn không nên hiểu lầm ý tôi nhá. Đây là 10% một năm, không phải 10% một tháng. Xin thưa với cả nhà là như vậy nhá. 10% một tháng là bất khả thi, còn 10% một năm là hoàn toàn khả thi. Vâng, anh Bùi Công Hiếu có vừa làm thơ vừa đầu tư vừa áp dụng được không? Thì thực sự là anh Hiếu là một người rất là đa tài, xuất khẩu thành thơ rồi, đúng không ạ? Đầu tư lại giỏi nữa. Vâng, anh Sĩ Thái có hỏi: nếu mua tích sản nhiều có nên mua bảo hiểm không? Bảo hiểm nên có. Bảo hiểm nên có, nhưng mà bảo hiểm thì chúng ta chỉ mua phần bảo hiểm thôi, chúng ta không mua phần tích lũy. Và bảo hiểm chúng ta phải mua phụ thuộc vào cái sức khỏe tài chính của chúng ta, cái thu nhập của chúng ta mà chúng ta mua một gói như thế nào. Thì chia sẻ với cả nhà, Phục cũng mua bảo hiểm. Phục mua 10 triệu một năm thôi, 11 triệu một năm. Và Phục chỉ mua cái hợp đồng trong vòng 10 năm thôi, 8 năm thì đúng hơn. Thì mấy bạn ấy tính cho Phục thì mua 8 năm thì được bảo hiểm khoảng 20 năm. Thì Phục cũng chỉ cần bảo hiểm 20 năm thôi, bởi vì mình cũng đang trong quá trình tích lũy tài sản rất tốt rồi, mình không cần phải bảo hiểm dài hơn. Thế thành ra thực tế Phục mua bảo hiểm thấp hơn rất rất nhiều các anh chị khác, đúng không? Nó không đáng kể, ví dụ 10 triệu không đáng kể. Đó. Còn anh chị nào không thích mua bảo hiểm nhân thọ thì Phục khuyên cũng có cái rất hay, đó là mua bảo hiểm sức khỏe. Khoảng 2, 3 triệu, 4 triệu là có cả một năm bảo hiểm sức khỏe thôi. Chúng ta đi bệnh viện nó chi trả cho chúng ta bao nhiêu, chúng ta bị bệnh hiểm nghèo nó chi trả cho bao nhiêu. Cái bảo hiểm sức khỏe cũng có đấy nhá, các anh chị có thể cân nhắc. Thay vì mua bảo hiểm nhân thọ có thể mua bảo hiểm sức khỏe hàng năm. Vâng, bác Hạnh Nguyễn có hỏi là: với số vốn 100 triệu lãi suất 12% trên năm thì mỗi tháng cần đầu tư thêm bao nhiêu để trong 3 vòng 30 năm đạt 23 tỷ. Phục nghĩ là mỗi tháng sẽ là 12%. Ok, để Phục làm luôn vào máy nhé. 100 triệu. Ok, cái này thì có khi chỉ cần khoảng độ 300 ngàn thôi ạ. Là đủ 500 ngàn thôi ạ. 500 ngàn đến 1 triệu thôi ạ. Phục nghĩ là chắc chỉ độ 1 triệu. 1-2 triệu là đủ được 23 tỷ sau 30 năm ạ. Chỉ 1 đến 2 triệu thôi ạ. Bởi vì chúng ta nhìn đây ạ. Đây ạ. Nếu mà đầu tư 5 triệu mà lãi suất 10% 30 năm đã được 11 tỷ rồi các bạn. Thì chỉ 1 2 triệu thôi, bởi vì lãi suất 12% nó sẽ rất cao. Chỉ 1 đến 2 triệu thôi anh nhé. Có gì tính cụ thể thì trao đổi sau nhé. Phục bây giờ mà dùng tính thì lại mất thời gian quá. Đó, chỉ 1 đến 2 triệu. Ok. Chị Trần Mai Anh có hỏi là: một mục rất quan trọng trong quản trị tài chính cá nhân là mua bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ thu nhập chưa mang về, bảo vệ tài sản đã tạo dựng đó. Vâng, đúng rồi ạ, rất cần thiết là mua bảo hiểm đấy ạ. Bạn Đỗ Đăng Thức có hỏi là: đầu tư 20 triệu nên đầu tư mấy cổ phiếu Phục ơi? Anh đầu tư 20 triệu thì anh có thể phân bổ làm 3 đến 5 mã. 3 5 mã, đừng nên mua một mã nếu có 20 triệu. Bởi vì một mã nó rủi ro quá. Vâng. Anh Phong Võ có hỏi là: update lại điểm vô, điểm khuyến nghị mua bán cổ phiếu. Thì cái này nó không liên quan nhé anh nhá. Anh xem trong cộng đồng tích sản cổ phiếu sẽ có anh nhá. Lúc nào cần update thì AZFIN đã update. Còn cái danh sách ấy là đã cho 6 tháng rồi ạ. Anh Đỗ Phi có hỏi là: em thấy tương lai ngành bảo hiểm rất tốt, vậy AZFIN có thể khuyến nghị lên đầu tư vào cổ phiếu nào của ngành bảo hiểm không? Thì đúng là ngành bảo hiểm có tốc độ tăng trưởng nhất nhì Việt Nam trong nhiều năm tới. Nhưng mà ngành bảo hiểm lại phải trích hoa hồng, là cạnh tranh nhau vô cùng khốc liệt, thế thành ra lợi nhuận của họ về cơ bản không được cao lắm. Và cái hưởng lợi nhất hóa ra lại là đội ngân hàng, đúng không ạ? Ví dụ như ngân hàng ACB vừa mới ký độc quyền bảo hiểm với Sun Life với giá trị 8.500 tỷ.
chia ra hàng năm rồi này kia. Thì như vậy mỗi năm lợi nhuận của riêng ACB nó gấp mấy lần các công ty bảo hiểm nhân thọ. Đó. Thì ngành tăng trưởng chưa chắc cổ phiếu đã tốt. Quan trọng ngành tăng trưởng nhưng các doanh nghiệp trong đấy phải được hưởng lợi cơ. Đúng không ạ? Mr. Nguyễn Hữu Bảo có hỏi anh Phục mua bảo hiểm của đơn vị nào? Thì xin chia sẻ là bảo hiểm nhân thọ về cơ bản là các bên cũng tương đồng, tương tự nhau. Nó cũng không khác nhau nhiều đâu ạ. Thực sự là không lệch nhau nhiều. Quan trọng nhất là có người uy tín tư vấn tốt để chúng ta mua bảo hiểm đúng là bảo hiểm. Thì lúc đó chúng ta sẽ hiệu quả thôi. Chứ không nhất thiết là phải công ty nào cả. Ở trên thị trường bây giờ rất nhiều công ty bảo hiểm. Và các sản phẩm về cơ bản nó không khác nhau nhiều đâu. Lõi nó giống nhau. Việc khác nhau chẳng qua là họ cố gắng thiết kế ra để có câu chuyện nói là tôi ưu việt hơn ông kia. Nhưng thực sự cái sự ưu việt hơn là có thể có nhưng nó không quá lớn. Các công ty bảo hiểm như nhau. Vâng, chị Trần Mai Anh có bảo mua bảo hiểm chưa đủ rồi, hôm nào đàm đạo thêm về vấn đề này nhé. Vâng, thì thực ra là mua bảo hiểm có rất nhiều mục đích, đúng không ạ? Nếu mà quy mô tài sản nó đã rất là đủ rồi, xây dựng mọi thứ ok rồi, thì cái mục tiêu của chúng ta là mục tiêu chỉ là để sau này chúng ta không bị khó khăn thôi, thì mua cũng chỉ cần vừa vừa thôi, đúng không ạ? Còn anh chị nào mà thích bảo vệ tài sản thì họ thường trích khoảng 10% thu nhập hay 20% thu nhập họ mua. Nhưng đấy là với mục tiêu khác nhau, đúng không ạ? Trung Thủy có bảo là thu nhập em không ổn định, ngày có ngày không thì tích sản sao ổn nhất? Thì lúc nào có nhiều thì mình bỏ ra mình tích thôi, đúng không ạ? Lúc không thì thôi. Nhưng mà những lúc có nhiều thì hãy cố gắng tích được càng nhiều càng tốt, đúng không ạ? Càng nhiều càng tốt. 20-30 năm nữa giai đoạn dân số vàng thì có lợi nhuận 20%, 20-25% một năm, rất khó đấy ạ. Dân số vàng thực ra 10 năm nữa là hết rồi ai ạ? Bác Thắm Nguyễn á, chứ không phải là 20-30 năm nữa mới vàng, mà bây giờ là dân số Việt Nam đang ở giai đoạn dân số vàng, chứ không phải 20-30 năm nữa. Thì hôm trước Phục mấy anh bạn mình là Lưu đã có cùng tính toán thì cái dân số vàng nó có thể kéo dài 10-15 năm nữa. Còn bảo kéo dài 20 năm nữa là một điều không thể. Đó. Vâng, anh Tài có hỏi cho hỏi cổ phiếu mỗi năm lãi suất 10%. Vậy để 5 năm có lãi kép không? Thì cứ lãi mẹ để lãi con chính là lãi kép đấy anh ạ. Không phải là để hay không để đâu. Nói tóm lại là lãi anh này đập vào anh tái đầu tư, nó lại đẻ ra lãi, lãi này đẻ ra lãi, thì nó gọi là lãi kép, chứ không liên quan đến việc để 5 năm, 7 năm hay 3 năm. Được chưa ạ? Và không liên quan đến cổ phiếu A, B, C, X, Y, Z gì cả. Miễn là chúng ta cứ có lãi rồi chúng ta lại tái đầu tư, lãi nó lại phải đẻ ra lãi cơ, thì đấy mới là lãi kép. Còn nếu mà chúng ta có lỗ lại lỗ lại lỗ, đấy là lỗ kép đấy. Vâng, và Cam Minh có hỏi là theo anh khuyến nghị mua cổ phiếu tích sản để 3 đến 5 năm không cần bán, thì năm sau có bán, năm sau không bán đi thì sẽ không thực hiện được hóa lãi để nhập gốc. Ô, chính là cái lãi kép trong cái cổ phiếu nếu không bán đi chính là cái lãi kép. Lãi mình vẫn để đấy, nó lại đẻ ra tiền, năm sau tăng 10% so với năm trước chẳng hạn. Thì năm sau lại tăng 10% so với tổng giá trị tài sản năm trước, thì nó là lãi đẻ ra lãi đấy. Đúng không ạ? Có gì đâu ạ, năm nay bạn lãi, bạn đầu tư 100 triệu, bạn lãi được 20% là 120 triệu. Bạn cứ để 120 triệu đấy, năm sau lại lãi 10%, thế nào là nó là 132 triệu. Đấy là lãi mẹ để lãi con thôi. Sao phải bán để thực hiện? Đúng không ạ? Đấy chính là lãi kép đấy. Miễn là cái cổ phiếu nó còn tăng trưởng, giá nó còn tăng, thì đấy chính là cái lợi suất kép đấy. Chứ không phải là bạn phải bán đi để bán đi bạn này mua lại nguyên cổ phiếu thì nó cũng bằng nhau, có gì đâu. Đấy chính là lãi kép. Miễn là lãi nó phải tăng liên tục, vẫn phải lãi. Đó. Vâng. Top 5 trong danh sách tích sản là những mã nào? Anh Văn Hải Nguyễn gọi AZFIN có danh sách 27 mã đấy anh ạ. Không có top 5 đâu ạ. Trần Văn Dũng có hỏi là Tiên Phong Bank đầu tư khá nhiều vào công nghệ, anh đánh giá thế nào nếu đầu tư dài hạn tầm 5 năm? Thì Phục nghĩ là cổ phiếu Tiên Phong Bank tốt đấy. Vâng, có thể tích sản được ạ. Đỗ Trung Thành có hỏi gửi đâu để lãi suất được 12%? Phục không nói gửi ở đâu lãi suất 12% nhé, chưa bao giờ nói cái điều đó đâu ạ. Gửi ngân hàng thì chắc chắn không được rồi. Thắm Nguyễn có hỏi là AZFIN có nhóm tư vấn đầu tư không ạ? AZFIN thì tất nhiên là có rồi, có bộ phận ý. Nhưng mà sẽ không tư vấn đầu tư theo kiểu các cái Zoom Zalo mà mọi người nhảy vào đấy đâu ạ, để mua đi bán lại đâu ạ. Anh Tôi Đồng đây có bảo là đang định mua cổ phiếu môi trường, anh thấy có tương lai không? Thực sự cổ phiếu môi trường nước sạch là những xử lý rác thải. Rồi là ngành ăn mai táng nghĩa trang, đấy là những cái ngành rất tốt, những ngành rất tốt, những ngành ý nghe có vẻ nó không thú vị lắm nhưng thực tế những ngành có lợi thế cạnh tranh rất tốt.
có vị thế rất tốt và biên lợi nhuận rất tốt. Những ngành tuyệt vời anh ạ, vấn đề là mua giá nào thôi. Vâng, anh Bùi Hải Nam, có vẻ nhiều bác muốn quan tâm cụ thể đến cổ phiếu quá. Vâng, đúng rồi, chúng ta hãy tập trung vào cái tư tưởng tài chính hơn thì nó sẽ chuẩn hơn ạ. Vâng, anh Hải Lê có bảo cho mình hỏi là khi qua mức bán thì có nên bán không? Thì đấy là việc của anh nhá. AZFIN có nói rất rõ rồi, có mức khuyến nghị có thể bán, đấy là do anh quyết định. Các anh chị vui lòng là nghe lại các cái hay là đọc lại các cái phổ biến của AZFIN, nó rất rõ ràng như thế mà các anh chị vẫn hỏi thì buồn cười quá. Vâng, anh Phạm Văn Huỳnh có hỏi là quan trọng nhất của mua bảo hiểm theo em là uy tín của công ty bảo hiểm, chứ nhu cầu thì rất cao đúng không ạ? Vâng, đa phần các công ty bảo hiểm ấy đã được cấp phép hoạt động ấy thì nó phải đảm bảo các cái tiêu chuẩn rất khắt khe của nhà nước. Thực sự ngành bảo hiểm, ngành ngân hàng và ngành chứng khoán là các công ty được kiểm soát rất chặt, bởi vì nó liên quan đến túi tiền của nhà đầu tư, túi tiền của người mua sản phẩm đó. Thế thành ra nó có quy định rất chặt. Ví dụ trong bảo hiểm người ta không cho phép là đầu tư quá bao nhiêu phần trăm vào tài sản rủi ro, mà phải đầu tư rất an toàn để cái tiền của nhà đầu tư phải đảm bảo được là yếu tố đầu tiên, sau đó mới tính đến việc sinh lời. Thế thành ra về cơ bản các công ty bảo hiểm lớn ở Việt Nam được cấp phép là có uy tín. Vâng, anh Hưng Nguyễn có hỏi là nếu công ty trở lên không tốt thì AZFIN có cảnh báo sớm không ạ? Hay là phải đợi 6 tháng mới cảnh báo? Cái này Phục đã trao đổi cả chục lần rồi. Đó là có cái gì xấu, AZFIN ngay lập tức sẽ xử lý. Vâng, bác Hưng Nguyễn yên tâm đi ạ. Anh Ngọc Cường có hỏi là giá mua tích sản FPT, xin mời anh vào cộng đồng tích sản, có rất rõ đấy, anh không phải hỏi nữa. Vâng, bạn Quang Phét Gaming thì có bảo là em đã đầu tư 30 triệu, giờ có thêm 200 nên đi vốn thế nào cho hợp lý với thị trường hiện tại bây giờ. Thì ở trong cái chương trình tích sản có nêu rất rõ như thế đấy ạ. Bạn có thể chia ra làm 3-4 tháng, mỗi tháng bạn mua một phần. Ví dụ chia 4 tháng thì mỗi tháng mua 50 triệu, các tháng sau mua dần 50 triệu. Vâng, anh Bùi Minh Quang có chia sẻ là trẻ tuổi thì chịu khó đi tìm bố vợ đúng không ạ? Vâng, bố chồng giàu đầu tư rồi đợi lãi kép là được. Ôi dồi, hay quá anh Quang ạ. Vâng, nhưng rất tiếc là anh Quang hết cơ hội rồi, thì chắc là phải là để thế hệ sau đúng không ạ? Vâng, thì trên đây là những cái trao đổi của Phục với các anh chị về cái chủ đề tích lũy nhỏ mà có thành quả lớn. Đó, thì nói tóm lại là anh chị có thể tích 1 triệu mỗi tháng trong vòng 35 năm thì các anh chị vẫn có cái quy mô tiền tỷ và các anh chị có thể đủ cho việc chi tiêu trang trải cho mình về già. Đấy là chỉ cần 1 triệu thôi. Còn Phục biết thực tế là có rất nhiều các anh chị có cái thu nhập rất lớn. Và kể cả các anh chị chưa có đủ 1 triệu đi thì chúng ta hãy cố gắng tập trung công việc cho thật tốt để chúng ta có 1 triệu, 2 triệu và nhiều hơn. Thì cái việc tập trung như thế nào đây? Có 6 yếu tố, Phục nhắc lại một lần nữa. Đầu tư càng sớm càng tốt. Thứ hai là tập trung công vào công việc chính để gia tăng thu nhập càng cao càng tốt. Khi chúng ta có cái luồng tiền đều ấy thì chúng ta sẽ phát huy cái lãi suất kép rất tốt. Thứ ba là trở thành người tiêu dùng thông thái và chi tiêu một cách tiết kiệm hơn để chúng ta lại có nhiều tiền bỏ ra hơn. Thứ tư là đầu tư an toàn trong phạm vi có thể để giảm thiểu rủi ro mất mạng. Tức là đầu tư phải tính đến yếu tố an toàn đầu tiên đã, chứ không như nhiều anh chị đầu tư cứ nghĩ cái gì sinh lời cao là nhảy vào thật lực, đúng không? Thứ năm là phải sống khỏe để tiết kiệm tiền đi viện, sống lâu để lãi kép, kép phát huy tác dụng mạnh. Thứ sáu là nếu có thể hãy dần nâng cao cái kiến thức, kinh nghiệm của mình để gia tăng cái tài sản nhanh hơn thông qua cái tăng hiệu quả đầu tư như Phục trình bày ở trên. Thì trên đây là những cái trao đổi của Phục cũng như AZFIN về cái chủ đề quản trị tài chính cá nhân, tích lũy nhỏ thành quả lớn. Xin chúc các anh chị em thu được nhiều cái kiến thức hữu ích đưa vào cuộc sống của mình để trở nên hiệu quả hơn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại ạ.